Đâu? Đó, vậy rồi đó. Nè, khu gô quá nè. Ui, nó kéo kìa. Cái gì vậy? Nó kéo kìa. Xin chào các bạn, hôm nay mình với bà cô Biên đi câu cá nha. Hôm nay mình câu mồi trùng. Trời, cô đang chuyển mưa. Đâu? Ôi. Trời. Hai con luôn. Số chứng minh nhân dân. Bỏ vô. Từ từ con đi. 437 ngày cấp 9 tháng 3 năm. Cá bự các bạn ơi. Cơ quan cấp công an tỉnh Long An, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học luật. Lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ bằng B Anh văn. Có khi thì cái mồi trùng này là cái mồi nó rất là nhạy các bạn ơi. Có khi là con mồi trùng là nhạy nhất. Trứng kiến nó cũng ăn nữa nhưng mà nó ăn bằng mồi trùng này. Dính nước kìa. Ui. Tình trạng sức khỏe tốt, không bị kỷ luật, không có án tích. Tóm tắt quá trình công tác từ tháng 3 năm 2012 ở xã Tân Ân. Ứng cử viên Nguyễn Văn Hiệp, họ và tên khai sinh Nguyễn Văn Hiệp, các bí danh tên gọi khác Mười Hiệp, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1963, quốc tịch Việt Nam, nơi đăng ký khai sinh xã Tân Ân, huyện Cần Đức, quê quán xã Tân Ân, huyện Cần Đức, 1982 đến tháng 4 năm 1984, đi bộ đội ở Bộ Tham mưu Quân khu 7, với chức danh chiến sĩ an dưỡng, B trưởng, chức vụ B1, B2, H1, H2, H3, H3. Từ tháng 2 năm 1990 đến tháng 6 năm 2017, công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân với chức danh cán bộ tư pháp, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh. Ăn lia lịa các bạn ơi. Từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2021, công tác tại ấp 4, chức vụ phó chủ tịch hội trưởng ban công tác mặt trận ấp 4 xã Tân Ân. Ứng cử viên Nguyễn Thanh Hưng, họ và tên khai sinh Nguyễn Thanh Hưng, cái gì đâu, cái gì đâu. Chức danh tên gọi khác Cung, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1988, quốc tịch Việt Nam, nơi đăng ký thường trú xã Tân Ân, huyện Cần Đức, quê quán ấp 4 xã Tân Ân, huyện Cần Đức, nơi đăng ký thường trú ấp 4 xã Tân Ân, nơi ở hiện nay ấp 4 xã Tân Ân. Số chứng minh nhân dân 301251888, ngày cấp 7 tháng 3 năm 2018. Để mình dính hết Long An. Để mình dính con này nữa mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Trình độ giáo dục phổ thông 8/12, chuyên môn nghiệp vụ. Tình trạng sức khỏe tốt, các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng, nhiều giấy khen của huyện và xã, không bị kỷ luật, không có án tích, là đại biểu hội đồng nhân dân xã Tân Ân nhiệm kỳ 2016-2021, tóm tắt quá trình công tác từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, bí thư chi đoàn thanh niên ấp 4 xã Tân Ân. Từ tháng 1 năm 2015 đến nay, bí thư chi đoàn thanh niên ấp 4, công an viên phó. Để mình dời máy quay lại quay cận cảnh các bạn. Ứng cử viên Trần Quốc Mạnh, họ và tên khai sinh Trần Quốc Mạnh. Mới ngoài mùa mưa 10.000 trùng á. Tình trạng sức khỏe tốt, không vi phạm, không có án tích. Ngoài 10 giờ. Công tác từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 6 năm 2001. Còn em sao? Đây, em sao? Xã Tân Ân,
không xã Tân Ân. Giao đạn 12 năm 2008. Ngày chính thức 14 tháng 12 năm 2008. Không, 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 chết luôn. Thấy đâu. Thấy đây, được. Thấy luôn không? Nè nè nè. Con này dính nè. Dính các bạn ơi. Con này. Ê. Cái gì đó. Lấy về coi. 217. Tình trạng sức khỏe tốt. Không bị kỷ luật, không có ăn tích. Là đại biểu Hội đồng nhân 2015. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Cần Đức. Con bên ăn lẻ lẻ rồi xảy rồi. Bỏ hai phao gần cái bên luôn nè. Ăn phao nào đây? Thôi cá nhỏ. Ăn này kìa. Ở đây lừa lừa chắc cá bự à. Ơi cá nhỏ. Không bị kỷ luật, không có án tích. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 3 năm 2012 đến nay, cán bộ dân thư lưu trữ thủ quỹ xã Tân Ân. Ứng cử viên Quỳnh Minh Tài, họ và tên khai sinh ngày vào đảng 9 tháng 10 năm 2008, ngày chính thức 9 tháng 10 năm 2009. Tình trạng sức khỏe tốt, không bị kỷ luật, không có án tích. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Ân nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 9 năm 2008, trưởng ấp 4 xã Tân Ân. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Ân. Nè. Từ tháng 6 năm 2020 đến Hồ Thanh Tiến. Nó là bỏ xuống là nó ăn lia lịa lia lịa. Cá này mà nó chịu ăn một cái là nó ăn bay 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 các bạn. Quê quán ấp 1 hiện nay, ấp 3 xã Tân Ân, huyện Cần Đức. Nơi công tác Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân. Ngày vào đảng 9 tháng 5 năm 2007. Ngày chính thức 9 tháng 5 năm 2008. Tình trạng sức khỏe tốt, không bị kỷ luật, không có án tích. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 7 năm 2008, văn phòng đảng ủy xã Tân Ân. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm 2019, tổ chức đảng. Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, Hội đồng Nhân dân xã Tân Ân, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị số 5, ấp 5, tổng số người ứng cử. Nè, 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 Hugo nè, Hugo nè. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu tại liên bầu cử số 5 là 4 người, gồm 1 Võ Thị Kim Hugo các bạn ơi. Quá trời bàn tay hơn luôn. Này gõ cẩn thận tại vì nó đâm một cái là tét tay đó. Ra nó bén lắm. Người đó thì trẻ. Khi thấy trẻ có các dấu hiệu cảnh báo như nôn hổi nhiều, ăn uống kém, lỡ miệng, tay chân ở bụng nước thì nên đưa trẻ nhập viện kịp thời. Kịp thời những người dịch bệnh, huyện đã tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại các địa phương, kịp thời phát hiện các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, chủ động về vật tư trang thiết bị, thuốc, hóa chất cho công tác điều trị người bệnh và xử lý ổ dịch, tập trung triển khai các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong do mắc bệnh tay chân miệng. Đồng thời củng cố đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra xác minh, đánh giá xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến xã trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu điều trị cần thiết, tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã thị trấn, các khu dân cư, hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, thực hiện tốt việc phòng tránh lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám. 2021 vào cùng kỳ chi trả trong tháng 5, toàn huyện Cần Đức có 1.559 người hưởng lương hưu nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội quyền phối hợp với khu điện quyền xây dựng phương án. Bỏ xuống ăn liền ta. Nhảy vậy. Ôi. Phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Ăn liên tục các bạn ơi. Thưa biết có trên 14,7 tỷ đồng chi trả từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2009. Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Ân. Câu hai phao luôn các bạn ơi. Tháng 10 năm 2019, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Ân. Từ tháng 11 năm 2019 đến nay, Văn phòng Thống kê Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân. Ứng cử viên Ngô Văn E, họ và tên khai sinh Ngô Văn E, sinh năm 1953, quốc tịch Việt Nam. Nơi đăng ký
Im luôn rồi. Quê quán xã Tân Ân, huyện Cần Đức. Nơi đăng ký thường trú ấp 5 xã Tân Ân. Đó. Nhịp rồi đó. Nè, Hugo quá nè. Ôi, nó kéo kìa. Cái gì vậy? Nó kéo kìa. Không phải cá cha. Cái gì vậy? Cá cha. Cha đâu cá? Cá cha. Ủa, ở đâu ra vậy? Ra vậy? Độ giáo dục phổ thông 8. Ôi, không biết luôn. Mày đâu xong vô chứ. Gãi cần quá. Tình trạng sức khỏe tốt, không bị kỷ luật, không có đâu ra ta. Sớm tắt quá trình công tác từ tháng 5 năm. Sao ra? Ôi, các bạn ơi. Khủng hoảng. Cái này đâu ra vậy? Chắc nó xong nó vô á. Ờ, vậy chắc nó mưa ruộng. Ờ, ngập nó vô á. Nó xong nó vô để nó đầm nó ở nè. Bự quá trời bự luôn. Nó tồn đây có cái cha trời. Còn nữa đi anh. Nè nữa nè. Cá bự các bạn ơi. Không ta. Trời xảy rồi. Ôi. Một trong hai các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong do mắc bệnh tay chân miệng. Đồng thời củng cố đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra xác minh, đánh giá xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến xã trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu điều trị cần thiết. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã thị trấn, các khu dân cư, hộ gia đình, nhà trẻ, mẫu giáo, thực hiện tốt việc phòng tránh lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh. Kỳ chi trả trong tháng 5, toàn huyện Cần Đức có 1.559 người hưởng lương hưu nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội quyền phối hợp với khu điện quyền xây dựng phương án. Bỏ xuống ăn liền ta. Nhảy vậy, nhảy vậy. Ôi trời ơi. Phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Ăn liên tục các bạn ơi. Có trên 14,7 tỷ đồng chi trả trong đợt học có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Tân Chấm. Mỗi suất học bổng gồm 10 buổi tập và 500.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Cùng tham dự buổi trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học dân quyền Cần Đức đang cần thăm hỏi việc học hành và hoàn cảnh gia đình của các em học sinh và mong muốn các em phấn đấu học tập tốt, trở thành công an trò giỏi để xứng đáng là chống quân Bắc Hồ. Đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyền gửi lời thăm hỏi đến gia đình các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và việc công khai phân bổ ngân sách nhà nước 2026. Đại hội cũng đã thông qua đề án nhân sự ban chấp hành hội khuyến học xã 3 năm nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đồng ý biểu quyết với danh sách như trên và đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn tái đắc cử Chủ tịch hội khuyến học xã. Quá trời, cái đài phát thanh nó lớn các bạn ơi. Rất lớn. Cứng gì trời. Mới phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh. Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Tuân thủ khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 2. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt. Chích đào cái gà, chích đào lắm. Tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy điện thoại cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19, không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền tối đa 3 triệu đồng. Chiếc khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, phạt tiền tối đa 5 triệu đồng. Chiếc khẩu trang đã sử dụng ra vỉa hè đường phố, phạt tiền tối đa 7 triệu đồng. Che giấu không khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh COVID-19, phạt tiền tối đa 20 triệu đồng. Không lẽ luôn quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ bàn tay nha các bạn. Lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, phạt tiền tối đa 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. Bắt cái này cẩn thận, nó rẹt tay lại mệt lắm. Chỉ đạo trên yêu cầu thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện. Mở luôn rồi. Trời vỏ cũng dính nữa. Ừ ghê á. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, hội số 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Mình tưởng
cá nhỏ nó ăn dở lên đây về cá trần dần luôn các bạn ơi. Rồi, ăn nữa rồi. Cũng được. Ơi, rút kìa. Chụp cũng đi bên. Lên. Bự nữa kìa. Bên gì cá bự rồi các bạn. Trời ơi, chuyển mưa quá trời luôn rồi. Đang chờ các bạn ơi. Video của mình rất tạm dừng luôn quá. Đây số cá của mình với cô Bin câu được nha các bạn. Trời mưa rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn.